Xin chào các em, mời các em cùng đến với phần 3. Phần 1 Listen and Repeat, nghe và nhắc lại. Chúng ta sẽ đánh trọng âm các từ. Ở đây các trạng từ chỉ cần xuất, chúng ta sẽ đánh trọng âm số 1 với các từ này. Always, sometimes. Từ always, trọng âm số 1. I always listen to music. Tôi luôn luôn nghe nhạc. She sometimes plays the violin. Cô ấy thỉnh thoảng chơi đàn violon. Bây giờ xin mời các em đến với phần 2, khoanh nghe và kiểm tra. Chúng ta có từ always số 1, sometimes số 1, tonight số 2. Vậy các em sẽ khoanh đáp án C nhé. Phần 2 never số 1, enjoy số 2, sometimes số 1, khoanh đáp án B. Address, địa chỉ số 2, always số 1 và again số 2. Chúng ta sẽ đến với phần 3, Let's Try. Ở phần này chúng ta sẽ đến với một bài hát, bài vè chứa các trạng từ chỉ tần suất và các mẫu câu mà chúng ta đã học. Bây giờ xin mời các em đến với phần 4, read answers. Đọc và trả lời. Laura likes listening to music in her free time. She always plays the violin at the weekend. She sometimes plays the piano to entertain her family. She likes playing sports and games too. She usually plays volleyball on Saturdays. And she often goes for a walk on Sundays. She loves going shopping and she helps her mother with the cooking on Sundays. Laura does not like roller skating. She rarely goes roller skating in her free time. Laura thích nghe nhạc và trong thời gian rảnh. Cô ấy luôn luôn chơi đàn violon vào dịp cuối tuần. Đôi khi thì cô ấy chơi đàn piano để giải trí cho gia đình của mình. Cô ấy rất thích chơi thể thao và chơi game. Cô ấy thường chơi bóng chuyền vào các ngày thứ bảy và thường đi bộ vào chủ nhật. Cô ấy thích đi mua sắm và giúp đỡ mẹ nấu ăn vào các ngày chủ nhật. Laura không thích trượt ba tanh. Cô ấy hiếm khi trượt ba tanh trong thời gian rảnh rỗi. Vậy chúng ta cùng trả lời. What does Laura always do at the weekend? Vậy Laura luôn luôn làm gì vào ngày cuối tuần? Chúng ta thấy là đây có từ always. Vậy keyword của chúng ta là từ always. Chúng ta sẽ trả lời là she always plays the violin. What does she usually play on Saturdays? Cô ấy thường chơi gì vào các ngày thứ bảy? Vậy cái keyword của chúng ta là Saturdays, right? Đây chúng ta thấy là Saturdays, đây đúng không? Saturday. She usually play volleyball on Saturday, right? Usually plays volleyball on Saturdays.
Okay, right. So when does she go for a walk? Cô ấy đi bộ khi nào? Chúng ta thấy là on Sundays. Okay. She goes, chúng ta nhớ chia động từ nhá, for a walk on Sunday. Who does she help with the cooking on Sundays? Vậy thì cô ấy giúp ai? Ở đây từ who là ai đúng không? Cô ấy giúp ai nấu ăn vào thứ bảy? Vậy là giúp mẹ của cô ấy đúng không? She helps her mother with the cooking on Sundays. Okay, right. So number five, that's right. Hi, John. My name is Ming. I like reading books. In my free time, I usually play games on Sundays. I often go for a walk on Sunday. So I sometimes help my mom with the cooking in my free time. What about you? What do you like doing in your free time? Best wishes, Ming. Right. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc với phần dự án My Free Time Activity. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tờ giấy nhỏ, chúng ta sẽ điền tên các cái hoạt động mà mình làm trong thời gian rảnh và cái tần suất đúng không? Chúng ta sẽ đưa vào mẫu câu giới thiệu. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ giới thiệu là My name is Lê Ngọc Lan. I like playing the violin. I usually play it in my free time. I also like taking photos. I often take photos on Saturday. Besides, I like watering the flowers. I sometimes water the flowers on Sundays. Ở đây chúng ta sẽ đưa vào các cái mẫu câu. Ở phần này các em sẽ tự thực hành nhé. Hẹn gặp lại các em trong bài học tới.